Xin mến chào cô chú bác ha. Hiện tại nhá đang ở chùa Gầu Kén đó, vào cái dịp mà sau Tết đó cô chú bác đó, thì bà con mình nhá thấy đi chùa đông lắm đó. Ngay đây là ngay cái cổng chùa ha, ngay cái cổng chùa đây, chùa Thiền Lâm hay còn gọi là chùa Gầu Kén đó. Bà con cô bác ha, đi chùa dịp đầu năm mới đó. Cái đường này là đi về thành phố Tây Ninh rồi cô chú bác, thành phố Tây Ninh ha, là đi lên cái lối đó đây. Rồi cái đường này là đi về hướng Sài Gòn đó, cô chú bác nhận ra không? Đây khung cảnh xung quanh ruộng đồng đây, còn đây là cái lối để mà chạy xe vô chùa Gầu Kén ha. Đó, thì ngày hôm nay nhà cũng muốn đến đây để ghi hình cho cô chú bác xem cái khung cảnh chùa Gầu Kén vào cái dịp đầu năm mới nó như thế nào, nó ra làm sao cô chú bác. À, cô chú bác thấy không, mùa xuân em đi lễ chùa ha. À, giờ nhá sẽ quẹo lại đi vào cái chùa Gầu Kén này, cô chú bác mình xem để mình chụp máy nha. Đó đó đấy, rồi đẹp lên nè, chỉnh máy quẹo vô trong chùa Gầu Kén đông quá cô chú bác. Đó, người ta vẫn còn vô nè. Bây giờ là buổi chiều tối ha, chiều tối người ta đi chùa Gầu Kén đông vui, đông vui khung cảnh. Đây đây là trước cái cổng luôn, ở thành phố Tây Ninh rồi. Ồ đông thế. Đó, thấy không, đông người ta ra, mấy người đi lễ chùa xong rồi đó ta ra ha. Giờ nó muốn quẹo là cũng hơi khó nè, đông lắm là cũng hơi khó, nó phải chờ qua tới cái đợt xe này. Nó cho chú bác thấy quen không, Thiền Lâm Gò Kén có đầu Phật ha, rất là thích từ cái ngôi chùa này tàu tàu qua luôn. Ô đông dữ vậy, đông dữ vậy, cũng là Tết ha. Nói Tết thì bà con mình là có thời gian rảnh đó cô chú bác. Đông quá, đông quá, chờ đợi lại. Rồi nhớ sẽ cố gắng về lại. Đó, ok được rồi nè. Quẹo lại. Ok, quẹo đi. Rồi, quẹo vô. Đây. Khung cảnh. Cái chỗ này là cái quán nè cô chú bác. Chỗ này cái quán người ta hay bán bánh tráng này nọ nè, ngay đây nè. Rồi giờ nó sẽ chạy vô trong. Em chùa Gò Kén. Ủa, mẹ chú con đi. Chùa Gò Kén năm nay ha. Thế nào ra làm sao. Đó, cái quán thơm nhã rất là thích cái khung cảnh ngắm hoàng hôn ở cái điểm chùa Gò Kén đó cô chú bác. Ồ gỗ ơi, xe hơi này nó họ đậu ở ngoài luôn kìa. Đó cô chú bác thấy không, xe hơi này nó đậu các bầy ở ngoài luôn. Ồ men, quá vui cô chú bác ơi. Đó cô chú bác thấy không, phía trong là có tượng Phật Bà Quan Thế Âm ha, trong tượng Phật Bà Quan Thế Âm. Đó, xa xa này cô bác, ó chỗ nổi tiếng luôn. Đây ở ngoài xe hơi đậu dập diều, dập diều không, khung cảnh xung quanh đây. Đó. Rồi nhớ sẽ chạy hồ, đông quá, đông quá cô chú bác ơi. Cái đường ngang này mấy bạn cũng chụp hình với cảnh đồng ruộng à, sau khi mà ngán cái cảnh chùa ha. Rồi tới luôn, tới luôn. Ồ đông ha, năm mới năm nay họ ở trong ra, ở trong ra chùa Gò Kén Tây Ninh cô chú bác thấy không.
khung cảnh bên đây đây. Ôi xe hơi đủ nơi họ về luôn cô chú bác. Chùa Cầu Kén là một ngôi chùa mà phải nói cổ nhất Tây Ninh, có trước tòa thánh Tây Ninh luôn á. Tòa thánh Tây Ninh thì nổi tiếng hơn, nhưng mà chùa Cầu Kén là nổi tiếng hơn luôn cô chú bác. Đồng đều giờ là buổi chiều chạng vạng rồi đó. Ở đây vắng bánh quá chừng luôn nè. Đó, quán tự phát ha, đầu Tết cái nhu cầu đông quá nên là mọi người cũng bán. Ô, đồ chơi em bé có luôn, quá vui. Quán ăn luôn rồi các bác. Men vui quá. Rồi, trong đây là khung cảnh phía bên trong của chùa Cầu Kén. Đó, các bác thấy không? Rồi, đây chắc đậu ở đây ha. Quá vui. Đông vui luôn. Khung cảnh ăn uống các kiểu luôn. Chùa Cầu Kén đây. Chắc có lẽ là mình sẽ xuống dưới đây để xem cái không khí ra ha. Đó, các bác thấy không? Đông vui. Trời ơi, đông dữ vậy. Để coi nó cái đường này coi thôi. Men đông vui rồi cô chú bác. Đi trong nè, đi trong ha. Thấy chùa Cầu Kén Tây Ninh đó. Đi lấy xe lấy đồ nè. Ôi ơi, không dám vô luôn, không quá. Giờ chỉ còn corona cô chú bác ơi, em vi quậy ha. Mình đi vô cho chúng ta một chút xíu xung quanh thôi. Đường này là đường xe chạy gara. Đó, nó xem một chút xung quanh. Rồi cái năm nay vắng hay là đông thế ha. Đó, rồi đó. Wow, quá chừng luôn. Đó, bà con mình đi lễ chùa. Vui quá. Cho chúng ta xem sơ thôi ha. Quá vui. Vui quá ha. Ở Tây Ninh, ngoài đạo Phật, ở ngoài đạo Cao Đài lớn nhất thì cũng còn có đạo Phật nữa cơ chú bác. Hình như dưới đây ngắm được cái tượng Phật. Tượng Phật nằm rồi đó. Nó đầy máy nha. Wow. Đó, khung cảnh. Đó, cô chú bác thấy không? Lấy xe ra rồi đó. Khi vậy? Rồi, đây nha, ráng. Vui á cô chú, rất thiệt nè. Ngay chỗ cổng chính nó đông lắm. Rồi, ok. Rồi nhớ xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Ây da. Chú lâm quá, lâm thiếu. Ừ rồi, nước này má ra cái trống ủi con mẹ. Rồi đi được nơi cô chú bác, đi được ai. Tí còn cảnh đông đúc ha. Thiền viện Trúc Lâm Gò Kén, các bác mình xem nó lối dưới đây hình như là để lấy xe á cô chú bác. Đó, ta ra đông lắm.
chung họ sắp xếp cũng khoa học ha. Một cái lối đi vô, một cái đường đi ra, khá là khoa học luôn. Rồi, cảm ơn cô chú bác nhiều nha, chúc cô chú bác khỏe nha.